Gà tí lên đây đây. Có gì thế? Lên cho 2 lít. Chẳng thèm. Tí nữa gà mới xỉu anh á. Em cắt đi hết bỏ. Em nấu cho chó su nó đẻ. Chó su gì? Con à, con ít thịt mèo nó về nấu nốt cho con su. À đâu? Bên... À. Ấy, đây rồi. Mày đi đâu từ sáng ấy? Chơi. Tao tìm mãi không thấy đâu. Chơi gì đấy? Ra đây. À? Có món cực ngon. Đây cho mình xem này. Món gì ấy? Chả lắm. Có. Nào. À, xa. Biết thịt đây là gì không? Thịt chuột. Thịt chuột. Thịt chuột mày. Ăn thử xem. Nào. Ngon không? Ngon không? Ngon. Có thịt chuột không? Thịt chuột hay thịt gì vậy? Thịt lợn. Thịt lợn á? Ừ. Thịt lợn giả cầy. Điều thịt gì? Chuột. Thịt lợn đấy. Ăn được không? Đi vào trong nhà. Ngồi, đi vào đây. Ngồi đây ăn. Ngồi trong nhà ăn được. Vào trong nhà nhé. Nào. Ngồi đấy. Trời, tuyệt vời luôn. Đây em có nước ngọt. Đấy, sao cho mình biết cái món gọi là... Thịt lợn hay thịt chuột đấy, em ăn giống thịt chuột đó. Thịt chuột, mày nhìn thấy cái miếng là thịt chuột. Chuột mà này. Chuột mà nó như thế này à? Đây này. Con này ít nhất mày ước lượng cho cân nặng bao nhiêu? Ước lượng xem. Một cân không? Một cân. Hả? Bốn cân. Bốn cân á? Ừ. Mèo thì bằng con mèo à? À, chuẩn luôn. Là con chuột nhà tao con mèo thế mèo thì nó chạy. Chuột đâu? Tao đã bảo là lợn rồi đấy. Lợn. Đây, mày nhìn thế này. Thế chẳng ăn không? Ừ. Lợn con à? Ừ. Lợn con. Mày ăn thử xem. Chuột. Chuột mày hơi bị nhầm này. Sao em con này là con này là con tình địch của con chuột. Con này là con tình địch của con chuột. À chữ cái. À nhầm. Con địch thủ quên lại vào tình địch. Con đối thủ của con chuột đấy. Là con lợn. Ừ. Không, con ấy phải là bạn ăn lợn, chuột nhà em đang chạy ra máng lợn nên là lợn cho ăn mà. Ăn cám ấy. Bạn ấy. Ăn. Bạn ăn cùng ấy. Em đảm miếng nhé. Xin miếng nhé. Úi xòa. Nó đâu? Úi, nhà tôi gặp hết già của nó. Nấu béo chất mới đẹp. Đấy. Thấy chưa? Ngon nhỉ? Quá ngon luôn này. Mình nhìn thấy cục thịt này. Này, có tí dòng má. Cho em má rồi. Thôi rồi. Đánh à, chén đi. Bí mật nhá. Là gì? Mày bảo thịt này là thịt gì? Hả? Chuột. Chuột. Này mà mày vẫn bảo là thịt chuột. Mày được ăn thịt. À. Hả? Hay là thịt trơn. Hả? Thịt trơn bạc má. Mày đã được ăn thịt mèo bao giờ chưa? Chưa. Mày thấy cái vị này nó lạ lạ gì không? Thịt mèo. Điều. Thịt mèo đấy. Anh ăn cho mèo ở đâu? Mày không tin á? Điều. Điều. Thịt mèo á? Mày nhìn cái da nó đây này, thấy chưa? Tao phải thui vàng đây này, thấy chưa? Thấy chưa? Da nó dày. Mày tin chưa? Nếu mà chưa tin nhá, bây giờ ngay vào luôn, đứng dậy. Thịt mèo không miếng thịt chuột. Thì hai con nó ăn nhau, con mèo nó ăn thịt con ăn con chuột thì thịt nó chả như con chuột. Được. Ừ. Mèo nhà mày có hay ăn chuột không? À, nhưng mà em ăn thịt con chuột nên nó có giống con chuột không? Ừ. Con chuột nói chung là mèo nhà mày có hay ăn chuột không? Nó ăn tôm hùm này. Con gì ấy nhỉ? Cô gì?
của Cà Mau nè, ăn tôm sú nè, tôm thường nè, ăn thịt chuồn nè, ăn thịt gà nè, rồi sao nữa? Thế bây giờ ăn thịt, ăn cả thịt chó nè, ăn kẹo, ăn bánh nè, bột sữa nè, ăn bim bim nè. Con đấy nó có là cổ bạc thủng à? Nhiều lắm, nó ăn gần như nhiều ấy, nhưng mà nó không ăn thịt nhiều. Thế bây giờ nó đâu rồi? Ngủ, chắc ngủ, chẳng... Đố mới tìm rồi. Đố mới tìm rồi đấy. Thế tao mình đi tìm đấy. Em ơi, xin được bao nhiêu tiền? Bao tiền? Mèo, em không tìm được. Này, chẳng nãy lúc nãy em gọi nhỏ thôi. Bây giờ mà em gọi to á, nó chạy. Mày cứ bắt loa lên thôn, nó còn không già. Điều, nó ngủ say lắm. Nó ngủ rồi, nó ngủ hết trong này đấy. Ngủ quá chồng. Bây giờ đi tìm đi này, ngủ trong này này. Em mà tìm được em cho nó cào anh. Nào đi, đấy, đấy đi luôn. Sợ gì? Mèo. Nào tìm đi. Ê, Su Su. Ê, con Su chó đẻ. Con Su nó đẻ này. Đẻ gì? Su. Ôi, nó đẻ. Kệ nó, mày đang đi tìm. Này, ra su con à? Hả? Ra su con à? Su con. Ừ. Và su. À, là con nó là su siêu nhân. Ừ. Rồi su xí sởn nữa. Su sang chảy. Su sặc. À, nhưng mà không biết để bao nhiêu con nhỉ? Kệ nó, nhưng mà mày đang đi tìm mèo cơ mà. Kêu gọi. Hả? Su ấy. Đâu? Hay là nó vào nó bù tí con su nhỉ? Con đấy bú tiếng chú. Cái gì? Mèo bú chó? Hả? Điền, có thấy nó đâu? Con chú nó đẻ này. Thôi kệ nó đẻ. Mà thôi đây này, ta bảo chỗ cho mà tìm. Ta bảo chỗ cho mà tìm không thấy đâu. Điều. Ừ. Này, cái gì cứ cái chỗ này? Có cái ẻ. Mèo. Đi đâu nhỉ? Mèo. Thấy nào được. Không phải mèo. Chắc nó đi ăn rồi. Đâu? Tìm đâu? Nào cá gì đâu? Nó đi ăn rồi! Đi ăn rồi! Đi ăn mọi khi nó cũng chỉ trong bếp với kia nữa nha. Ngoài điều nha! Nó xuống nhà, nó xuống nhà cô hai nó đạp máy nha. Đạp cái cứt đấy, có chim đâu mà đạp, mày thiến bao giờ rồi còn đâu? Nhỉ? Mày còn thiến bằng răng bựa hay là cái gì? Sao ngày trước nó vẫn xuống này nó đạp có một loạt con vằn á. Đạp cái gì? Thế mày thiến trượt à? Có cần tao chỉ chỗ đâu? Đâu? Đấy. Anh biết làm sao được. Đấy. Đâu? Đấy. Đây gì? Đấy. 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 Đây cái gì? Thế mày đang đi tìm gì? Tìm mèo. Đấy. Đấy. Con lúc nãy hả? Lúc nãy mày vừa đớp no đớp chán này đây. Tìm mèo của em này á. Anh thích cho. Cái gì? Mày ăn ngon thế cơ mà? Ngon thì ngon. Thịt lúc đấy mày ăn đấy. Không thì biểu em. Mày gì? Gì? Ăn đâu? Ra đây còn mấy cái đấy còn mấy cái xương sẩu. Đây. Còn tí xương này. Không, à, tao còn để lại bộ lông, đi ra tao lấy nó tao, đi. Lùi mãi rồi mày lớn đấy. Lùi mãi mày lớn. Ôi, đi bỏ ra. Đi ra đấy. Cứ đi. Ra đây cho tiền. Không, ra đây cho tiền. Ra đây à, nhà mèo thôi. À, đi ra đây cho tiền. Không, nhà mèo thôi. Thật đấy. Đi, thương mèo đấy cơ. Nhà mèo thôi. Ôi dồi, kì. Lưng mai cá sấu, ôi ôi kinh, đây cho 2 lít này, đây 2 lít luôn này, ê dây, đây, mèo ơi, mày ăn nó chán rồi đớp nó đớp chán rồi con mèo với cả chuột cái gì nữa, ai ơi, hả, mèo với em, chứ trả thịt đi chứ không cả khác nó cũng thịt mất, ngon thế là gì nữa, ý, ngon gì nữa, nó chơi nữa, gì. Chít cái gì? 2 lít.
Mãi mới lớn ơi. Mãi mới lớn gì, nó còn lớn được nữa đâu. Không, lớn rồi. Đấy, thế cho mày vừa đấy mà khóc nha. Tiền bên trái rồi, đấy còn con của nó nữa đâu. Thế ai bảo mày tiền đó? Không. Ngu, ai đi tiền đó? Con mèo báo nữa là điểm. Thế mày không thịt thì không ăn gì, sao thằng khác nó cũng thịt mất. Thì anh thịt của nó làm gì? Em biết là người ta thịt à? Thì người ta nó thịt mất ngay rồi rồi. Đi về đi. Đi về đi. Thì sao mình xuống đây nữa? Đi về đi. Xuống làm gì? Đi thịt mèo. Đi. Đi ra. Đi về đi. Đi ra nói bảo. Bảo cứ đi về. Thịt mèo. Thịt mèo hả? Ờ. Thịt mèo để ngon à? Thịt mèo của em gì? Thịt mèo để ngon à? Thịt ngon gì á? Thịt mèo ngon của mẹ rồi. Anh nấu chẳng ngon. Nấu kìa. Nấu chẳng ngon đi. Nôn nôn. Thì em đập bỏ gà của anh. Ôi, tập cất rồi, tập cất rồi. Thì nó thịt của Messi. Messi. Sao Messi? Để bên em bằng anh thì thịt bỏ. Tao cất rồi, tao khóa rồi. Ố tí. Tao bắt về rồi nhá. Đâu ra? Đi về đi. Về đi. Không được ở đây nữa. Gà. Tí lên đây đấy. Có khỉ ấy. Đền cho 2 lít. Chẳng thèm. Tí nữa gà Messi của anh á. Em cắt đi hết bỏ. Em nấu cho chó su nó đẻ. Chó su gì? Còn à, còn ít thịt mèo nó về nấu nốt cho con su. À đâu? Bao nhiêu tiền? Ừ, tôi nôn nữa, ăn no ăn chán thì nôn. Sao kiểu mà tôm cho nó ăn đâu hay là thịt. Yeah. Mãi nó mới to. To rồi. Nó sắp mọc chim lại rồi. Sắp mọc chim lại rồi anh. Hay là thịt nó mọc được chim lại. Em đang để cho nó mọc chim lại để nó lấy giống để nuôi con nó. Để nuôi được tiếp. Ui, kinh nhá. Mọc được chim. Chả thế. Tao thiến mày đi, xong rồi tao cho mày ăn tôm hùm với kia cho mọc chim lại nhá. Ờ, trên mạng nó bảo là ăn tôm hùm xong rồi mà con mèo nó mọc chim rồi con. Mèo nó mọc chim. Chả thế. Ừ. Thế đi về đi. Rồi. Coi khỉ em. Xem nào không khóc ấy. Ôi trời, kinh. Xem nào. Ê. Ôi 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 về ôi 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 đi con không thích lấy mèo không, không? À. Giả mèo cho lấy đâu mà mèo trả tiền mua mèo chợ điên à giả mèo con đấy cho không tiền thật thật có gì đấy. Anh lấy đâu mèo nữa có trên có nhà mèo máu của em á đi trên nhà tao bỏ à tao chưa thịt đâu chưa thịt thì cái gì đó thịt chuột mày ăn được miếng thịt chuột à có gì ai chả thịt chuột anh à. À? Anh dọa thịt nó lâu lắm rồi. Dọa đến là dọa. Ôi, anh dọa nó cũng đi 3 ngày rồi. Dọa nó đi 3 ngày. Mình điên là tao thịt để người khác thịt chả vào. Chả nữa, bỏ ra. Đâu, tao nhốt nó trên nhà tao. Nhốt gì? Lúc sáng nó đi ra đường, tao phải bắt hộ lại đi. Đây. Cái gì chứ? Thịt chuột. Thịt chuột gì mà to đấy? To, chuột bái chuột cụ ấy bằng này này. Một con mà bằng nước nó ba mèo. Con đấy. Ba con tôi phải rút hết xương rồi đấy. Lúc sáng, bây giờ nhá, đem tiền đem chuộc mèo. Chuộc mèo? Tao bắt hộ. Tao để trên nhà tao ấy. Đi. Không à, có tiền không? Chuộc. Tiền gì? Cái gì? Thế bây giờ tao bắt hộ mèo nhà mày đi ra ngoài đường. Không bắt thì để cho tặng mèo. Ai mà nhốt mèo của em? Hả? Cái gì? Nhốt nó đi ra ngoài đường mày không biết là mèo tặc nó làm mất hút à?
con này nó con nó ra con luôn. Thôi không thấy bọn đi xài nó lượn khắp đây à? Này nó thấy mèo nhà mày đã một phép đây nhá. Là đi lên luôn gọi là quán tiểu hủ ấy. Đi lên đây giả mèo đâu? Đi. Nhưng mà cầm tiền đã, từ từ. Tiền cái gì từ giả? Từ từ. Tiền nhốt hộ. Nhốt đi gì anh ơi, anh nhốt mèo với em. Tao bắt trộn ở được. Thế là mày giả vờ mèo. Thế thì mày ở đây. Tao đi về tao thả lại nó ở chỗ cũ nhá, xem nó đưa biết đường về nhà không. Chưa biết đường nhỉ. Tao thả nó lên chỗ quán tiểu hổ ấy, xem nó biết về nếm nhát. Em chết bỏ gà của anh. Nó có đi không?